Dạ vâng, em Quốc Hùng ơi, xin chào toàn thể tất cả bác và toàn thể tất cả anh em. Thì chúc tất cả anh em làm một chiếc đáy đến từ hãng Classic Pro. Và vâng, thì hôm nay em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cũng như là test chất âm cho tất cả bác về cái dòng Classic Pro 4 kênh này. Thì con này là có mã là CB4200 nha bác nha. Thì về dòng 4 kênh của Classic Pro thì nó sẽ có hai đời, là một đời 4100 và đời 4200. Còn 4100 thì hôm bữa trước em có về và cũng như là đã lên được cho anh trai ở thành phố Huế. Thì hôm nay thì em lại lên tiếp tục cho tất cả bác là một cái con 4200 với cái hình thức và cái chi tiết ruột ra để cho tất cả bác tham khảo. Thì về hình thức này nó giống như là đàn em nó là 4100 và cũng là mạch phay nhôm xước màu vàng gold. Với 4 channel, 4 kênh, 4 volume riêng biệt và cũng như là công tắc ngô, lỗ khe gió. Con này thì hàng rất là đẹp nha. Em sẽ quay kỹ cho tất cả bác để các bác nhìn nha. Đấy. Rất đẹp nha bác nha. CB4200 nha. Đây là nắp lưng của nó này. Đấy. Tháo ốc vít ra để quay cho các bác cùng xem nội thất phía bên trong. Đây là cái nội thất phía bên trong của con CB4100. Thì nó cũng chạy là 2, 4, 6, 12 và 24 sò. Nhưng mà được cái là thiết kế nguồn to hơn nha bác nha. Nguồn con này nó to hơn cái nguồn xíu này. À, to hơn là con 4100. À, để cấp nguồn khỏe hơn. Và cũng như là tụ nó cũng là 10.000 mi. Tụ là 10.000 mi nha. Đấy. Hai quạt gió hai bên. À, nó sử dụng là 4 tụ và cũng như là 24 sò nha bác nha. Vâng, và con này thì nó có công suất mát lên là 1500W và công suất ra lo là 450W nha bác nha. 450W. Đó. Đây là nội thất phía bên trong nha bác nha. Rồi sò nó đây. Sò là sò Toshiba. Sò Toshiba nha. Đấy. Classic Pro là một thương hiệu của Mỹ và được sản xuất tại Nhật nha bác, sản xuất tại Nhật và dành cho thị trường Nhật. Thì con này chạy điện là 100V và hàng thì bên em tuyển chọn về hàng đẹp cho tất cả bác luôn. Đấy. Đây các bác nha, quá đẹp luôn nha. Cái con Classic 4100 á, con 4100 thì cũng là dòng 4 kênh mà nó có công suất là 800 luôn nha bác nha. Con này là con 4200. À, có công suất mát là 1500W, công suất cực kỳ là khỏe nha. À, hàng rất là đẹp luôn nha bác nha. Từ những cái sợi dây cho đến là những tăng phô thì sexy thì còn cực kỳ là mới nha bác, cực kỳ là mới. À. Bo mạch em quay kỹ luôn cho tất cả bác để các bác ngắm nhìn nha. Rồi giờ thì em đi vào test nhạc để cho tất cả bác cùng kiến thức lắng nghe về dòng đá 4 kênh này. Với công suất này thì tất cả bác đánh vào những hai cặp full 30 vân vân, hoặc là những cái đôi hai cặp bốt thì nó vô tư rồi, hoặc là những dòng lo full bass 40 các bác đánh sub thì ghép thêm sub nha. Sub thì ngồi đằng sau thì nó giống như là cái con đây bác. Đấy, còn sau đây thì sau thì nó giống như là con 4100 rồi, không có gì nha bác nha. Còn là bốn đường tín hiệu đường vào ở channel 1, channel 2, channel 3 và channel 4, 6 ly và canon. Đường tín hiệu đường ra cũng là chạm bắp chuối máy chim. Chạm này thì còn cực kỳ mới, nó còn nguyên cái khe chạm cái bịt đầu bắp đầu cái chạm lo này, bịt đầu cái bắp chuối này. À, em gửi ra để mà gắn vào lò nó dễ hơn. Và sub thì sẽ các bác sẽ chơi được ở kênh 3 là nha bác nha. Kênh 3 các bác ghim đường tín hiệu đường vào, các bác nhấn vào sub thì các bác sẽ chơi được đường sub. Đó. Sub thì các bác chơi được một kênh, kênh ở kênh 3 nha, kênh 3 là chơi được sub này, thì các bác nhấn đường một tín hiệu này. Ở đây là cái volume cách gia tầng sub nha. Cái chế tặng sub. Đấy. Ở đây thì cái nút này thì các bác chơi sub, nếu nhả ra chơi chế độ
kênh 3, nhấn vào là chơi kênh 4 nha. Rồi chơi kênh 2 nha bác nha. Chơi kênh 2 đây. Đó. Đây là đường sấp này bác nha. Rồi tín hiệu đường vào. Công suất là 1500W nha, điện là 100V. Rồi, hàng còn mới tinh nha bác nha. Rồi em đi vào test sản phẩm cho tất cả bác cùng lắng nghe. Các bác này yêu sản phẩm này thì liên hệ em nhé. Giá là 10 triệu bên em đã bao ship toàn quốc nha. Quạt nó chạy cực kỳ là êm nha bác. Quạt rất là êm luôn, các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke tuyệt vời. Chơi gia đình là rất là tuyệt vời luôn. Tại vì quạt nó chạy êm, không gây ồn ào, nghe nhạc cực kỳ là tốt. Hay. Chi tiết đó, nghe thì rất là phê nha bác nha. Để bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho Quốc Hồng nha. Đây, em sẽ thử một kênh đánh sấp cho tất cả bác cùng lắng nghe này. Đấy.
kênh 3 nhé. Giờ kênh 3 em sẽ nhắm vào đường sấp. Đấy. Đường sấp này bác nhé. Đó. Đấy. Ok nhé. Đấy ra đi. Đấy. Sấp đi. Đánh xe. Đấy. Đấy sấp đi. Sấp đâu bác, rất uy lực nha. Đấy, bác nào muốn chơi sấp hơi thì các bác gánh vào cái kênh thứ ba này, các bác chơi sấp hơi rất là ok luôn. Đó, giờ mình test sấp đi. Đây. Đấy. Rồi ok, các bác nào chốt sản phẩm Classic Pro CB4002 thì alo quá không, giá là 10 triệu bên em đã bao ship toàn quốc cho các bác. Hàng này bao đẹp nha, bao đẹp, bao mới luôn, bao chất, bao rinh xịn. À, bao riêng như bán nha bác nha, chưa đụng một mối hàng nào này luôn. Rồi em xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau. Mỗi chi tiết mua hàng thì các bác cứ việc liên hệ với Hồng qua số điện thoại cho mình. Em xin chào và hẹn gặp lại.